Chào mọi người, hôm nay mình nướng con gà này. Con gà này nướng cả con luôn, nhìn nó vàng và nó giòn lắm. Nướng cả con gà. Nướng con gà đây. Mời mọi người quan với gia đình mình nhá. Đây là bữa tối đây. Mẹ tức cơ bỏ chiều chiều chiều. À tức cơ tức cơ. Mỗi đứa dành nhau một cái đùi này. Tức cơ. À mẹ bị cắn. Thôm. Tức cơ bỏ đây tức thế. Mẹ. Xin lỗi. Mọi người nha. Ngon không? Nóng quá. Vừa lấy ra xong. Vừa mới ra lò thôi. Mình gấp mấy chút nước mắm tỏi với tiêu bắc ăn cũng đầm đầm vừa, chắc là có chỗ nó vẫn hơi nhạt nhạt hay sao. Chồng mình nó bảo phải chấm thêm muối muối súp. Nóng quá. Gà ăn cả con đã quá. Khác gì đấy tư cô nữa. Cứ không? Ăn cho khách xin mệt cả. Lắng quá. Mình sẽ ăn cái phao câu. Cái hỏi nói ngon quá, ngon. Không ngờ ngon thế. Lần đầu tiên mình nướng cả con. Này thì mình vừa là mình chặt ra ấy. Mình chặt ra xong mình nhỏ ra, mình ướp, mình nướng. Hôm nay mình nướng cả con ăn thử xem thế nào mà không ngờ ngon nhé. Đã quá. Này là trước khi mình nướng ấy, mình cho thêm mình sát qua một chút tinh bột nghệ, cho nên nó bây giờ nhìn nó con gà nó vàng này. Ngon. Nóng. Nóng quá mà không bẻ được. Nóng ạ, nhựa đấy chưa? Thỉnh thoảng nếu con gà này ăn ngon. Cái này còn ngon hơn là mua ngoài tiệm. Ngoài tiệm làm nó rán lên ấy, nhiều mỡ, dầu mỡ ăn nó ngán lắm. Ở nhà mình thì mình nướng mà không có quay, mình không có rán như thế nào. Ăn nó đỡ ngán hơn.
này mình nướng bằng lò vi sóng. Có cái máy nướng ấy. Con này mình nướng trong vòng tiếng rưỡi ấy. Để ở chế độ nhỏ. Nó vẫn nóng, mình không thể nào mình bẻ nó ra được. Ăn hết đầu, ăn hết cánh, ăn hết chân, bây giờ còn đến gần thân nó. Một lấy một nhát gian lên cái xương. Cái da nó ăn ngon lắm. Lực giòn nhưng mà nó thấm gia vị ấy. Nó ăn đầm đầm. Mình chiên da gà. Cái da ăn nó còn giòn ngon. Chú ý có tìm một bữa lấy. Nó bể lắm đấy. Không có cái gì cả đâu. Ăn đến nửa, nửa con gà. Sẽ ăn một nửa này nữa. Ăn xong thì còn nguyên bộ khung xương. Chỗ này cho nó kỹ, nó hơi nó giòn, nướng kỹ nó hơi giòn giòn cái da này. Sao không sao tôi chỉ là làm được tôi chỉ tốt vào nhất là da hết xương. Nóng quá. Ăn thịt ướp gà lên rất béo. Nóng này nó mới ra cả miếng mà cả mạng. Anh cu đang ăn, không biết giận bố cái gì ấy, bỏ không ăn đi vào phòng ngồi mình. Nóng quá. Nguyên bộ xương. Ồ, trong này có cái quả, như con này con được cái sao, không có cật này.
Sau một hồi đã cưỡi hết thịt, bây giờ còn nguyên một bộ khung xương. Gỡ xong rồi đã vứt đi rồi mà vẫn còn tiếc rẻ để lấy lại ăn tiếp. Gộm cho sạch. Ăn lên miếng ăn thấy no rồi. Cái này ăn không ngán. Nhưng mà tầm chiều mình ăn cơm muộn quá ấy. Cho nên là giờ vẫn chưa thấy đói. Ăn lên miếng đã no. Để mấy miếng này cho phần anh cu. Anh đang hờn anh ở trong phòng, anh không cho ăn. Giờ mẹ con mình ăn xong rồi. Mấy miếng này là để cho anh lớn. Mẹ con mình ăn xong rồi. Nếu thấy clip của mình hay thì hãy đăng ký và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin cảm ơn mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Bye. Bye.